Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chơi tựa game câu cá Pit. Hiện tại là đã cúp mới rồi nha. Theo như thông tin mình biết á, thì có tới 12 cần câu mới nè ạ. Nhưng mà phần lớn á, là anh em phải chế tạo nha. Có một cái chỗ chế tạo vào cái khu đặc biệt lắm nè ạ. Để tập lần sau mình sẽ làm clip sau. Tiếp theo là có một cái hòn đảo mới. Tất nhiên là cũng sẽ có những con cá rất rất là ghê gớm, to khổng lồ anh em ạ. Trong đó có một con tên là Megalodon, là con cá hiếm nhất mà anh em sẽ săn rất rất là nhiều. Tại vì mỗi lần nó xuất hiện thì một server chỉ câu được một con thôi nha. Giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá hòn đảo mới. Cái đường mà tới cái hòn đảo nó cũng khá là gian nan nha anh em. Tại vì trong quá trình mà chạy thuyền, nó sẽ xuất hiện những cái đá ngầm nè, bơm nè, nãy cán trúng một cái nó nổ banh tành anh em ạ. Nói thiệt với anh em á, riêng cái vụ này mình thấy rất rất là quen thuộc, nó giống giống lóc rút kiểu gì anh em ạ, không biết là anh em có thấy vậy không. Đó đó, cán bơm rồi nè, mất nửa cây máu luôn, đụng vô mấy cái cây đá ngầm nữa chứ. Cái này á, nếu mà anh em xài thuyền chạy nhanh nha, là cái vèo là tới cái hòn đảo à. Ba cái bơm với lại đá ngầm này không phải vấn đề nữa ạ. Đã tới đảo mới. Giờ thì lên khám phá thôi anh em ơi. Đi với số lượng người rất rất là đông luôn. Chả mấy chốc cái hòn đảo này sẽ được khám phá xong. Mấy thanh niên toàn sử dụng cần câu 500 anh em ạ. Mình cày bữa giờ chưa được nổi cái cây cần câu đó nữa. Mới cấp 300 mấy à. Hy vọng là trong đợt up lần này sẽ có những con cá nhiều nhiều kinh nghiệm tí để mình câu mình lên cấp. Anh em nhìn kìa, mấy anh em chơi đu dây. Để mình đu qua bên kia nha. Vui á chứ. Chơi cái đảo này nó sẽ có những cái chỗ mà chúng ta đu dây như thế này rất rất là nhiều luôn. Bên kia là cái chỗ con thương gia, chúng ta sẽ bán cá với lại đặc điểm hồi sinh đồ là chỗ đó hết. Nhưng mà từ từ đi, mình sẽ đi một vòng cho anh em xem cái đảo này ha. To lắm anh em ạ, thực sự. Trên đây hiện tại theo mình biết là nó có bán một cái cây cần câu. Đó chính là cần câu phượng hoàng anh em ơi. Nhìn thì cũng sẽ rất rất là đẹp. Nó có một cái đôi cánh màu cam cam. Nhưng mà mạnh thì mình nghĩ chắc là không mạnh lắm. Rồi cái đảo này nó to thực sự. Tìm đường để lên phía trên á. Để mình đi trước cho. Cái gì chứ leo núi mình nhanh lắm. Có cái cọng dây cho chúng ta trượt xuống nữa nè anh em. Và trên đây có một cái hồ cho anh em câu nha. Trên đỉnh núi thì sẽ có một cái viên đá màu vàng. Viên đá này thì dùng để mở căn hầm vào cái chỗ chế tạo cần câu. Mà phải tìm tới 4 viên nha. Xanh lá, xanh dương, tím, vàng. Quá trình nó cũng hơi dài và hơi gian nan tí, nên là mình sẽ làm một cái clip riêng. Giờ thì đi tiếp thôi. Đây là phía sau cái hòn đảo mới. Nếu mà anh em muốn nhanh á thì cứ chạy thuyền ra đằng sau đảo rồi đi lên. Tại vì mình quay clip cho anh em xem á, nên là phải đi từ đầu đảo đi vào. Sẵn tiện cho anh em thấy cái độ bự của cái hòn đảo này nó ghê cỡ nào. Tiếp tục cuộc hành trình thôi anh em ơi. Không biết là từ phía sau đảo á, mình có bay mấy cái bậc thang này lên được không ta. Đây, tới nơi rồi nè. Anh em thấy có một cái hang động chưa? Vào thôi chứ chờ đợi gì nữa. Viên đá màu xanh lá. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng chơi mình cũng đã nhặt được 2 viên rồi đó. Anh em nhìn kìa. Mấy anh niên bu vô mua. Để mình lại coi giá cho anh em xem. Cái này là 250k tiền anh em ạ. Mắc thực sự. Mua 2 cái thôi nha. Để dành tiền lại anh em ơi. Cây cần câu thì 40k tiền. Đẹp không? Nhìn nó như là cái cây cần câu Destiny Rod đó anh em. Cái cây mà cánh thiên thần nhưng mà màu trắng á.
Mấy anh niên trang bị vô hết rồi kìa. Trải nghiệm cần câu mới à. Đây, nhìn sơ qua cái nội tại của cây cần câu này thì nó sẽ có khả năng 40% câu được những con cá bị thiêu rụi. Mấy con cá cháy đen á hả, cá nướng hả? Vậy thiệt. Nhưng mà nói chung cũng không có gì lạ nữa mà. Tại vì trong game này những con cá thì nó cũng sẽ có những cái chỉ số khác nhau, phải không nào? Chẳng hạn có con shiny, có con màu đỏ, màu hồng, màu vàng đâu các kiểu. Thì có thêm mấy con cá bị cháy cũng là bình thường, phải không nào? Đã quay trở về chỗ của con thương gia. Ở đây mình thấy có vài NPC không biết làm gì ha. Nhất là cái con trong đây nè. Nó đang lăn bột con cá hay sao nè mà chuẩn bị đem đi chiên giòn. Trong những cái clip của admin thì mình thấy cũng có liên quan tới mấy con NPC đó. Nhưng mà hiện tại mình chưa biết làm gì thôi. Test thử cây cần câu Phượng Hoàng nha anh em. Theo mình thấy thì chỉ số của cây cần câu này nó cũng khá là thấp, chứ không hề cao đâu nha. Thậm chí là cái thanh màu trắng nó cũng ngắn ngủn à. Đó đó, bạn kia câu được con cá bốc cháy kìa. Nội tại của cây cần câu thì nó là vậy anh em ạ. Mấy anh đi đâu thế, mình chưa kịp câu nữa. Được con gì lão quắc vậy. Thiệt cái tình. Hình như là mấy anh đi này đi tới cái chỗ mà chế tạo cần câu á. Rồi ok, lại coi thử cái nơi vào. Ngay cái thác nước nè anh em. Mấy thanh niên nhảy xuống bơi bơi dưới kìa. Để mình lấy cái bình oxy ra cái. Rồi ok, không có bình oxy là ngẫm củ tỏi nha anh em. Lên trên đây. À, có cái viên đá màu xanh ở dưới biển. Thèn chi mấy anh em nhảy xuống. Ầm 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 anh em ơi. Nhớ vị trí nha, ngay cái thác nước. Tuy đây không phải là một cái tập mình làm chi tiết về cái chỗ chế tạo, nhưng mà cũng cho anh em xem được mấy cái vị trí của những viên đá trước. Còn cái viên màu tím thì anh em bắt buộc phải đi câu nha. Câu trên cái hòn đảo này, khả năng nó sẽ xuất hiện. Mình nghĩ là cũng dễ thôi chứ không khó đâu. Tranh thủ test cái cây cần câu Phượng Hoàng tiếp anh em ơi. Trời ơi, thanh niên kia cầm con cá mập chất thế. Cá ở khu vực này nó to lắm nha anh em. To lắm. Tại vì mình chưa câu được những cái con thuộc dạng từ huyền thoại trở lên thôi. Trời ơi, cái cây cần câu Phượng Hoàng này cái gạch màu trắng nó nhỏ quá anh em ơi. Nhìn nè. Mình xài cây cần câu mà cái gạch nó dài nó quen rồi. Giờ xài cây cần câu này nó khó khó câu kiểu gì á. Thực sự. Cái chỗ mà chế tạo cần câu á là nó nằm trong cái thác nước nè. Trời ơi, sao mình bay tuốt lên trên trời luôn vậy. Vậy thiệt. Tại vì mình đang dùng cái máy hỗ trợ bơi á anh em. Cái máy này khi mà cầm vào thì nó sẽ cho anh em bơi rất rất là nhanh. Nói thẳng là cũng không phải là bơi mà nó đẩy anh em đi á. Mình đang dùng cái máy này để bay lên phía trên. Bình thường anh em cũng có thể dùng dù lượn nha. Đứng ở vị trí cao anh em bay anh em lượn vào cái thác nước là được. Do là mình lười đi lên phía trên á, nên là dùng cái máy này. Mà nó bị lát hay sao anh em, nó không có đẩy mình đi nhanh được nè. Rồi ok, cuối cùng cũng vào trong được cái thác nước. Giờ thì đi xuống phía dưới thôi. Mình vẫn còn chưa đủ đá đấy, thiếu cái viên màu tím mà. Nhưng mà thôi kệ, xuống dưới chơi. Nhấn nút E vào cái cột gỗ nè anh em. Đó, bạn kia đu xuống rồi kìa. Đấy, chỗ này đẹp chưa? Mỗi cây cột sẽ tượng trưng cho một viên đá. Cái này hình như là phải cần 4 người nha anh em. Đủ 4 người. Nếu mà anh em chơi một mình thì không biết là làm sao để mở được cái khu này. Mình nghĩ là bắt buộc phải chơi từ 4 người trở lên. Đi nào, có đá đâu mà ở dưới đây. Thiếu viên màu tím mà, lên câu đi. Ok, mình nghĩ là clip tới đây cũng được rồi á. Lần sau thì mình sẽ làm chi tiết về cách để mở cái hầm gì ta? Chế tạo cần câu. Giờ đứng đi câu kiếm cái viên màu tím anh em ạ.
Không còn nữa thì mình sẽ kết thúc ở đây luôn ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Bye anh em. Trời ơi, thanh niên nghi câu cái con gì nhìn ghê vậy. Anh em nhìn nó đưa cái bộ răng ra kìa. Cái bộ răng nó mà cạp cái là thôi rồi anh em ơi. Bự vãi luôn. Xài toàn cần 500 mà anh em. Cái cần câu phượng hoàng này dây ngắn ngủn à. Nhiều bạn kêu mình nhấn giữ á, cho nó đầy cái lóng thì dây nó mới dài. Nhưng thực chất thì cũng chả có dài bằng mấy cái cây cần câu kia đâu. Mấy cái cần câu xịn anh em nhấn nhẹ cái là dây nó cũng tới dưới. Còn mấy cái cây cần câu này cái dây nó ngắn thì nó đã ngắn rồi anh em ạ. Nè anh em thấy chưa, nhấn nhẹ cái là được à. Giờ tập trung câu đá thôi. Bye anh em.